thêm một tỉnh hỗ trợ trật tự thôn bằng hệ số lương cơ sở. Thanh Hóa vừa ban hành mức hỗ trợ lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, trật tự thôn theo hệ số lương cơ sở. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thông qua nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Về mức hỗ trợ hàng tháng, trật tự thôn như sau. Đối với thôn, tổ dân phố loại 1, tổ trưởng được hưởng hệ số 0,7 so với mức lương cơ sở trên 1 người một tháng. Tổ phó được hưởng hệ số 0,65 so với mức lương cơ sở trên 1 người một tháng. Tổ viên được hưởng hệ số 0,6 so với mức lương cơ sở trên 1 người một tháng. Đối với thôn, tổ dân phố loại 2, tổ trưởng được hưởng hệ số 0,65 so với mức lương cơ sở trên 1 người một tháng. Tổ phó được hưởng hệ số 0,6 so với mức lương cơ sở trên 1 người một tháng. Tổ viên được hưởng hệ số 0,56 so với mức lương cơ sở trên 1 người một tháng.